Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu trên 200 triệu lít xăng, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 2.690 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam, tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam, miền Trung Tây Nguyên. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về hành vi buôn lậu. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can. Đồng thời tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án buôn lậu xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.